Trong video trước, ta đã lấy khai thủy McLaurin của E1X và ta thấy nó trông như là một dạng kết hợp của phép sắp xỉ đa thức của cos x và sin x, nhưng cũng không đúng hoàn toàn vì có phải phép trừ ở đây. Và khi ta cộng hai cái này lại với nhau, nó sẽ không ra lại giống với chuỗi có được từ E1X. Để đưa chúng về với dạng này, thì mình cũng sẽ dùng một cách riêng. Hãy xem thử phép khai triển đa thức của E1X. Nếu ta cho nó bằng phần này, đặc biệt là khi nó sẽ có vô số số hạng và thay vì chỉ là xấp xỉ thì chúng lại bằng nhau hoàn toàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình xét E mũ IX? Và điều này trước kia thì hơi khó để mình viết ra E mũ IX. Trước kia ta tự hỏi là làm sao xác định E mũ IX được. Thật khó hiểu khi lại lấy mũ IX của một số nào đó. Làm sao có thể giải quyết loại hàm số như thế được nhỉ? Nhưng bây giờ khi ta đã có thể khai triển đa thức cho E mũ X, ta có thể phần nào giải thích E mũ IX vì ta có thể lấy mũ Y cho nhiều số mũ khác nhau như là y bình thì bằng âm 1, y mũ 3 thì bằng âm y, vân vân. Vậy nếu ta lấy e mũ ix thì sẽ như thế nào? Nhắc lại cũng như mũ x trên này và thay nó bằng ix thôi. Vậy bất cứ chỗ nào có x trong xấp xỉ đa thức thì viết lại là ix. Làm như thế nhé. Vậy e mũ ix sẽ gần bằng và dần dần trở thành đúng bằng. Và đây chỉ là trực giác thôi, mình không đang lập luận chặt chẽ nhưng cũng vẫn sẽ khá chi tiết. Mình không nói quá đâu, nhưng những gì xảy ra trong video này tự chúng đã thú vị rồi. Ở đây sẽ là 1 cộng, thay vì là x thì sẽ là ix cộng ix cộng ix bình thì bằng gì? Để mình viết xuống đây nhé. Ix bình chia 2 dây thừa thì bằng gì? Y bình thì bằng âm 1 và nhân x bình phần 2 dây thừa, nó sẽ là trừ x bình phần 2 dây thừa. Mình nghĩ là bạn biết tiếp theo sẽ được gì rồi. Vậy y x mũ 3 là gì? Nhớ là ở đâu có x thì ta sẽ thay bằng y x. Vậy y x mũ 3 sẽ là gì? Để mình viết nó xuống để không bỏ qua bất kỳ bước nào. Ở đây sẽ là y x bình phần 2 dây thừa. À, để mình viết lại như thế này. Cộng y x bình phần 2 dây thừa cộng y x mũ 3 phần 3 dây thừa cộng y x mũ 4 phần 4 dây thừa đến cộng y x mũ 5 phần 5 dây thừa, và ta có thể tiếp tục đến vô cực. Hãy tính y x với các số mũ khác nhau. Ở đây sẽ là 1 cộng y x và y x bình thì sẽ bằng với y bình nhân x bình. Y bình thì bằng âm 1. Vậy ở đây là âm x bình phần 2 dây thừa. Và ở đây cũng là một dạng khác của y mũ 3 nhân x mũ 3. Y mũ 3 thì bằng y bình nhân y, vậy nó sẽ bằng âm y. Ở đây sẽ là âm y nhân x mũ 3 phần 3 dây thừa. Tiếp theo là cộng cho y mũ 4 thì sẽ là gì? Nó cũng đồng nghĩa với y bình, tất cả bình cũng là âm 1 bình. Nó sẽ là 1, y mũ 4 bằng 1 và nhân x mũ 4. Vậy sẽ là cộng x mũ 4 phần 4 dây thừa. Và tiếp theo, mình sẽ không ghi dấu cộng trước cho y mũ 5. Y mũ 5 thì bằng 1 nhân y. Vậy nó sẽ là y nhân x mũ 5 phần 5 dây thừa cộng y nhân x mũ 5 phần 5 dây thừa. Mình nghĩ bạn đã nhìn ra một dạng gì đó rồi. Hệ số là 1, rồi đến y, rồi đến âm 1, đến âm y, rồi đến 1 và y. Sau đó là âm 1 thuộc x mũ 6 phần 6 dây thừa và âm y nhân x mũ 7 phần 7 dây thừa. Vậy có một số số hạng sẽ là số ảo, chúng nhân cho y. Một vài số thì là số thực
À, nếu ta tách chúng ra thì sao? E mũ Ix thì sẽ bằng phần này, đặc biệt là khi ta cộng vô số số hạng với nhau, cùng tách các số hạng thực và không thực ra, hoặc có thể nói là các số hạng thực và ảo. Vậy đây là số thực, đây cũng vậy, đây cũng thế, và đây cũng vậy. Ta có thể tiếp tục nếu tìm ra các số hạng sau đó nữa. Các số hạng thực sẽ là 1 trừ x bình phần 2 giai thừa cộng x mũ 4 phần 4 giai thừa. Bạn có thể đang hào hứng nhé. Tiếp đến là trừ x mũ 6 phần 6 giai thừa, và đó là những gì mình đã tính ra, nhưng những số hạng sau này thì vẫn có thể sẽ tiếp tục. Vậy đó sẽ là những số hạng thực. Những số hạng ảo sẽ là gì? Mình sẽ lấy y làm nhân tử chung. Mình cùng làm nhé. Cộng y nhân y y x trên đây thì sẽ còn lại x, và tiếp theo đây là một số hạng ảo, đây cũng vậy. Ta đã tách y làm nhân tử chung, vậy sẽ là trừ x mũ 3 phần 3 giai thừa. Và số hạng ảo tiếp theo sẽ là ở đây. Cộng x mũ 5 phần 5 giai thừa. Và số hạng ảo tiếp theo là trừ x mũ 7 phần 7 giai thừa. Và ta có thể tiếp tục đến vô cực, cộng trừ vân vân. Đến vô cực để phép sắp xỉ dễ hiểu nhất có thể. Ta có e mũ y x bằng với cả phần này. Bạn có thể nhớ ra trong hai video gần nhất, đây là đa thức và là phép sắp xỉ Maclaurin của cos x, hoặc có thể nói là phép sắp xỉ Taylor 10 hoặc tên gọi ở trên cũng được. Phần này và phần này là giống nhau. Vậy đây là cos x. Đặc biệt là khi bạn cũng có thể cộng vô số số hạng cos x. Bên này là đúng bằng sin x. Vậy có vẻ như ta đã có thể đưa về dạng cos x cộng sin x và giống với e mũ x. Ở đây là sin x. Và coi như đến đây là đúng rồi, vì mình không chứng minh chặt chẽ. Nếu bạn lấy vô số số hạng ở đây thì nó sẽ trở thành cos x, và nếu bạn lấy vô số số hạng ở đây nó sẽ trở thành sin x. Điều này dẫn đến một công thức thú vị. Ta có thể nói e mũ y x thì bằng với mình hơi nổi da gà rồi đây. Bằng cos x cộng y nhân sin x. Đây là công thức Euler. Đây là công thức Euler. Và đến đây, mình nghĩ bạn sẽ thấy thích thú rồi, vì chúng ta đã vừa thực hiện vài điều hay ho. Ta có e và đã dùng đến dạng lãi kép liên tục. Ta có cos x và sin x là các tỉ số của tam giác vuông và có thể rút ra từ đường tròn đơn vị. Và ta cũng đã thêm vào căn bậc 2 của âm 1. Có vẻ mối quan hệ này thú vị đây. Và nó lại hay ho hơn khi ta dùng đơn vị radian. Áp dụng công thức Euler sẽ như thế nào khi x bằng pi? Giả sử một trường hợp có một số như thế, pi cũng là tỷ lệ giữa chu vi và đường kính của một hình tròn. Điều gì sẽ xảy ra khi ta thêm pi? Ta sẽ có e mũ y nhân pi bằng cos pi. Cos pi thì bằng gì? Pi là một nửa đường tròn đơn vị. Vậy cos pi bằng âm 1 và đến sin pi bằng 0. Vậy vế này sẽ biến mất. Nếu bạn tính tại pi thì bạn sẽ có một kết quả tuyệt vời, nó được gọi là đồng nhất thức Euler. Đồng nhất thức Euler. Ta có thể viết đồng nhất thức Euler như thế này hoặc cộng 1 cho cả hai vế và viết thành thế này. Mình sẽ viết bằng các màu khác nhau để làm rõ. E mũ y nhân pi cộng 1 thì bằng, mình dùng màu trung tính nhé. Bằng, để mình cộng 1 cả hai vế, ở đây sẽ bằng 0.
Và điều này rất đáng để suy nghĩ. Từ đây, ta rút ra được có một mối liên hệ nào đó trong vũ trụ mà ta hoặc chỉ mình thôi, không hiểu hoàn toàn, ý được các kỹ sư định nghĩa đơn giản để có thể tìm căn của nhiều dạng đa thức. Hoặc bạn có thể xem nó là căn bậc 2 của âm 1. Pi thì là tỷ lệ giữa chu vi và đường kính của hình tròn. Đây cũng là một số thú vị mà xuất xứ khác y. Số E thì đến từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn có thể suy ra E từ lãi kép liên tục. Một khái niệm rất có giá trị trong ngành kế toán. Nó còn đến từ khái niệm đạo hàm của E mũ X. Thì bằng chính E mũ X lại là một số thú vị khác. Một lần nữa, trông có vẻ ta tự nhiên nghĩ ra số Y và cũng tự nhiên ta nghĩ ra số Pi. Và bạn cũng có được một trong những số cơ bản nhất ở đây là số 1. Mình không cần phải giải thích nó hay ho như thế nào. Và cũng không phải giải thích sự ngầu của số 0. Số này ở đây liên kết tất cả những số cơ bản, nhưng quan trọng này, bằng một cách thần kỳ nào đó để ta có thể thấy được sự liên kết nào đó của vũ trụ. Nếu bạn không thấy tất cả những điều này là choáng ngợp, thì mình buồn bạn lắm đó.